Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Khi tìm hiểu về bài Việt Bắc và bài Thơ đất nước, chúng ta gặp phải hai đề bài khó, đó là tìm hiểu về tính dân tộc trong hai bài thơ Việt Bắc và Đất nước. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào giải quyết hai đề bài này. Đầu tiên, đề thứ nhất, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu về tính dân tộc trong nội dung và nghệ thuật của bài thơ Việt Bắc. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về tính dân tộc trong nội dung. Muốn làm được phần này thì chúng ta phải đưa ra định nghĩa dân tộc trong nội dung là gì. Tính dân tộc trong một tác phẩm văn học bao giờ cũng được biểu hiện trước hết ở nội dung của tác phẩm ấy. Và nó phải thể hiện rõ được tính cách dân tộc, đặc điểm linh hồn, cốt cách của dân tộc. Với bài thơ Việt Bắc, nhất là trong đoạn mở đầu và phần 1, qua nhiều dòng thơ tinh tế, hồn thơ tố hữu đã tập trung thể hiện được vẻ đẹp đặc trưng cho tâm hồn, cốt cách dân tộc của người Việt. Nó biểu hiện ở những phần như sau. Thứ nhất là tình cảm thiết tha gắn bó với cội nguồn, với quá khứ, không bao giờ quên đi một thời gian khổ. Mình về mình có nhớ ta. Mình đi, mình có nhớ. Ta với mình với ta. Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Những câu thơ ấy đã biểu hiện cho ta thấy một tình cảm thiết tha gắn bó với Việt Bắc. Thứ hai, nó biểu hiện ở tình cảm gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ. Ta đi, ta nhớ những ngày, mình đây, ta đó, đắng cay, ngọt bùi. Thứ ba, nó biểu hiện ở tinh thần lạc quan cách mạng, ở niềm vui sống yêu đời. Đó cũng là một truyền thống của dân tộc ta. Gian nan đời vẫn hát vang núi đèo. Tiếp theo, thứ tư, nó thể hiện ở tinh thần đoàn kết đồng lòng chung sức kháng chiến. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, thì tất cả chúng ta cùng chung một tấm lòng, chiến khu một lòng. Tiếp theo, thứ sáu, nó biểu hiện ở niềm tự hào dân tộc, niềm hãnh diện trước sự trưởng thành mạnh mẽ của cách mạng. Đồng thời còn là sự tự hào trước những chiến thắng vang dội lây từ miền này sang miền khác. Cuối cùng, tính dân tộc biểu hiện trong hiện thân tiêu biểu nhất, đầy đủ nhất cho tính cách Việt Nam, cho con người Việt Nam trong kháng chiến. Đó chính là hình ảnh Bác Hồ. Chính vì vậy, hình ảnh Bác Hồ cũng như chiến khu Việt Bắc đã trở thành những chuẩn mực, những phẩm chất cao quý thiêng liêng nhất để con người ở mọi nơi hướng về, noi theo. Ở đâu u ám quân thù, nhìn lên Việt Bắc, Bác Hồ sáng soi. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu phần thứ hai là tính dân tộc trong nghệ thuật. Tính dân tộc trong nghệ thuật là gì? Chúng ta cũng phải có một định nghĩa. Tính dân tộc ấy biểu hiện trong việc sử dụng những hình thức nghệ thuật, biện pháp tu từ và ngôn ngữ đậm chất dân tộc. Ví dụ ở trong bài Việt Bắc, thứ nhất, tính dân tộc thể hiện ở việc tác giả sử dụng thể thơ Lục Bát. Đây là một thể thơ truyền thống của dân tộc ta. Và thể thơ này có một giọng thơ mềm mại, uyển chuyển, giàu tính nhạc, dễ đi vào lòng người. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương. Thứ hai, tính dân tộc thể hiện qua hình thức hát đối đáp trong ca dao trữ tình truyền thống, thường là hát đối đáp giữa nam và nữ, qua đó bộc lộ tình yêu quê hương đất nước con người. Ở đây, người về xuôi và người Việt Bắc đối đáp với nhau. Thứ ba, tính dân tộc thể hiện ở cách xưng hô ta mình, mộc mạc, dân dã, thấm đượm nghĩa tình quân dân. Việt Bắc và người cán bộ giống như một đôi bạn tình. Tiếp theo, thứ tư, tính dân tộc còn thể hiện ở việc những lời viết mang đậm hồn ca dao và truyện kiều, thể hiện qua sự so sánh ví von. Ví dụ, có những đoạn rất giống ca dao. Mình đi, mình lại nhớ mình. Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Đây là những câu thơ lấy ý từ trong những bài ca dao. Người về, ta chẳng cho về. Ta nắm vạt áo, ta đề bài thơ. Qua đình ngả nón trông đình. Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu.
hay có những câu thơ in đậm màu sắc truyện Kiều. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Nó lấy ở trong hai câu thơ của Kiều, những là giày ước mai ao, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Và cuối cùng là tính dân tộc thể hiện qua ngôn ngữ thuần Việt, giản dị, dễ thuộc, dễ nhớ. Hình ảnh thơ gần gũi với đời thường, nhiều sức gợi. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về tính dân tộc trong nội dung và hình thức của bài thơ Việt Bắc. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đề số 2, tìm hiểu về tính dân tộc trong hình thức nghệ thuật của bài Việt Bắc, của bài Đất Nước. Cụ thể chúng ta có thể gặp một đề bài như sau. Trong bài Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm đã sử dụng nhiều chất liệu văn hóa dân gian. Anh chị hãy chỉ ra những chất liệu ấy và phân tích ý nghĩa của chất liệu trong việc thể hiện tư tưởng đất nước của nhân dân. Ở đây chúng ta có thể đi theo một bài làm như sau. Mở bài, đất nước luôn là tiếng gọi thiêng liêng muôn thuở, muôn nơi của bao triệu trái tim con người. Đất nước đi vào đời chúng ta qua những lời ru ngọt ngào, êm đềm, qua những làn điệu dân ca mượt mà và những vần thơ sâu lắng, thiết tha, rất đỗi tự hào của bao lớp thi nhân. Ta bắt gặp một hình tượng đất nước đau thương nhưng vẫn ngời lên ý chí đấu tranh trong thơ Nguyễn Đình Thi, đồng thời cũng rất dịu dàng, ý tứ trong thơ Hoàng Cầm. Nhưng với Nguyễn Khoa Điềm, ta bắt gặp một cái nhìn tổng hợp từ nhiều bình diện khác nhau về một đất nước của nhân dân. Trong bài thơ Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm đã sử dụng đậm chất văn hóa dân gian, từ các truyền thuyết vào loại cổ xưa nhất của dân tộc ta, đến chuyện cổ tích, ca dao, dân ca, từ những phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc ta, đến những hoạt động sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, cảm hứng của đất nước, của tác giả về đất nước được thể hiện trên 3 bình diện: chiều dài thời gian, lịch sử, chiều rộng không gian, địa lý và chiều sâu của văn hóa phong tục, của lối sống, thể hiện tâm hồn tính cách dân tộc. Trên mỗi bình diện, tác giả đã thể hiện sâu sắc tư tưởng, cốt lõi, đất nước của nhân dân. Cảm hứng về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm bắt nguồn từ những huyền thoại. Ngày xưa mẹ thường hay kể, đúng là khi mỗi chúng ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Dù chưa đủ trí tuệ để hiểu đất nước với những khái niệm trừu tượng như cương vực, lãnh thổ, chủ quyền, nhưng mỗi chúng ta cũng đã có cảm nhận được đất nước là một cái gì đó gần gũi. Qua những câu chuyện truyền thuyết mẹ thường kể nằm trong nôi. Không chỉ vậy, đất nước còn bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Miếng trầu là biểu tượng đặc trưng nhất của văn hóa trọng tình, trọng nghĩa của người Việt. Và đặc biệt hơn hết còn nhắc chúng ta nhớ đến câu chuyện cổ tích trầu cau. Mỗi một hình ảnh đều gợi một vẻ đẹp tinh thần đất nước, đều thấm đẫm ngọn nguồn lịch sử dân tộc. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Nó gợi ta nhớ đến truyền thuyết thánh gióng nhổ tre đánh giặc Ân thuở xa xưa. Truyền thống yêu nước, bền bỉ, kiên cường, giữ nước luôn được khơi dậy qua những lời kể đậm đà của mẹ, trở thành hồn thiêng dân tộc. Nguyễn Khoa Điềm đã lấy chất liệu từ nguồn văn hóa dân gian, từ ca dao tục ngữ, từ đời sống quen thuộc hàng ngày. Bởi vậy, không gian nghệ thuật được mở rộng ra nhiều chiều và hình tượng trong thơ trở lên trữ tình bay bổng. Tóc mẹ thì búi sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, cái kèo, cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương say dã dần sàng, đất nước có từ ngày đó. Nhà thơ cũng đã dành một lời ngợi ca, một sự trân trọng với tình nghĩa vợ chồng khi nói đến cha mẹ. Sự thủy chung son sắt trải qua biết bao nhiêu khó nhọc đã được nhà thơ đề cao. Hình ảnh gừng cay muối mặn gợi ta nhớ đến câu ca dao. Tay nâng đĩa muối chén gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Tất cả những câu ca dao ấy thể hiện một tình nghĩa vợ chồng gắn bó keo sơn. Hay mỗi một hình ảnh đều mang một ý nghĩa nhất định gắn với cuộc sống của người dân. Cái kèo, cái cột, sự vật thân thuộc với đất nước đi lên từ nông nghiệp. Hạt gạo phải một nắng hai sương say dã dần sàng, gắn với cuộc sống lam lũ nhọc nhằn của người nông dân. Đó là thành quả của lao động vất vả để sinh tồn. Ở đây, đất nước không còn là một khái niệm trừu tượng nữa, mà cụ thể quen thuộc và giản dị biết bao. Việc tác giả sử dụng những chất liệu văn hóa dân gian thể hiện tư tưởng của mình về đất nước với quan niệm đất nước nhân dân.
đất nước trở thành gần gũi, thân thương, gắn bó với mỗi con người. Thân thương như mái trường ta học, như dòng sông em tắm, như góc phố đình làng, ao sen, lũy tre, cây đa, bến nước, nơi lứa đôi hò hẹn. Một không gian nhỏ, chỉ hai người biết, một không gian rất riêng tư nhưng cũng mang đậm hồn quê hương xứ sở. Đất nước còn thân thương như câu ca dao tình yêu quen thuộc cất lên từ mỗi xóm làng. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai. Khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt. Vẫn mạch cảm xúc thiết tha, nhà thơ đã say sưa, lý giải. Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc. Nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông. Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ. Lấy ý từ những câu dân ca Huế mượt mà, câu thơ đưa người đọc về với không gian thân thương. Những từ núi bạc, biển khơi mang âm hưởng thành ngữ dân gian, gợi ra một đất nước mênh mông giàu đẹp. Sự mênh mông giàu đẹp đó không tự nhiên mà có được, nó gắn với sự đằng đẵng, sự dài lâu, liên tục bền bỉ mà nhân dân ta đã đổ bao mồ hôi, nước mắt và cả xương máu để xây dựng bờ cõi đất nước thành dải đất hình chữ S thân thương cho dân mình đoàn tụ. Quá khứ, hiện tại, tương lai đã gắn kết trong một ý thức cộng đồng bền chặt, là nguồn sức mạnh và cũng là phẩm chất tâm hồn dân tộc đã được nhà thơ lý giải qua những hình tượng thơ giàu tính thẩm mỹ và hàm chứa mối quan hệ đất nước, con người, nhân dân không thể tách rời. Đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở, Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. Những hình tượng quen thuộc trong thần thoại, truyền thuyết như chim rồng, Lạc Long Quân, Âu Cơ bọc trăm trứng cùng tụ về trong trường liên tưởng của nhà thơ. Sự hội tụ ấy làm nổi bật lên ý thơ có tầm khái quát cao. Dân tộc ta là con rồng cháu tiên, đất nước ta là đất lành chim về, đất thiêng rồng ở. Dân tộc Việt là anh em một nhà cùng sinh ra từ bọc trăm trứng của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Một đất nước có nguồn gốc văn hóa và truyền thống lâu đời, rất đỗi thân thương tự hào như thế, chính là đất nước của nhân dân. Trong mỗi con người đều có một phần đất nước. Sự thống nhất của đất nước bắt nguồn từ sự gắn bó các thế hệ và được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đất nước không chỉ là quá khứ, mà đất nước còn là hiện tại và tương lai. Mối quan hệ hình hài, sự sống của mỗi cá nhân vô danh góp phần làm nên bất tử. Từ những quan niệm như thế, tác giả đã tập trung làm nổi bật tư tưởng đất nước nhân dân. Chính nhân dân là người sáng tạo ra đất nước. Tư tưởng đó đã dẫn đến một cái nhìn mới mẻ, có chiều sâu địa lý về những danh lam thắng cảnh trên khắp mọi miền đất nước. Những núi Vọng Phu, Hòn Trống Mái, những núi Bút Non Nghiêng không chỉ là những cảnh thủ thiên nhiên nữa, mà được cảm nhận thông qua những cảnh ngộ, số phận của nhân dân, được nhìn nhận qua những đóng góp của nhân dân, từ sự hóa thân của những con người không tên, không tuổi, từ những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những hòn Vọng Phu. Cặp vợ chồng yêu nhau góp lên hòn Trống Mái, con ngựa thành gióng đi qua trăm ao đầm để lại. Cảnh thiên nhiên qua cái nhìn của Nguyễn Khoa Điểm hiện lên thành một phần máu thịt của nhân dân. Chính nhân dân đã tạo dựng lên đất nước, đã đặt tên, đã ghi dấu vết cuộc đời của mình lên mỗi ngọn núi dòng sông. Nếu không có những người vợ Việt Nam chung thủy đợi chồng mòn mỏi qua bao nhiêu cuộc chiến tranh và ly tán, thì không có thể cảm nhận được túi Vọng Phu, hòn Trống Mái. Phải chăng truyền thuyết thánh gióng cưỡi ngựa sắt, nhổ tre làng đánh giặc Ân đã khiến ao đầm làng gióng lấp lánh vẻ đẹp tinh thần yêu nước? Một truyền thuyết hùng vương với địa hình núi non hùng vĩ quanh hùng đền Hùng mới được gọi là 99 con voi dựng đất tổ Hùng Vương. Niềm tự hào về mảnh đất thiêng, về xứ sở thanh bình dạt dào sông nước đã hóa tên thành đất Cửu Long. Truyền thống hiếu học của những người học trò nghèo Việt Nam bao đời đã tạc ghi trong tên gọi núi Bút Non Nghiêng. Cuộc sống bình dị và sự đóng góp thầm lặng, khai khẩn đất hoang của những người dân đã đặt tên cho non núi Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm.
và đến cả con cóc con gà quê hương cũng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh, thành đất nước bình dị mà tươi đẹp. Rõ ràng hình ảnh núi sông đã hội tụ lấp lánh qua những vần thơ, soi bóng tâm hồn của những cuộc đời vô danh. Càng thấm thía một điều bình dị, đất nước của nhân dân, đất nước mang màu sắc dân gian, dân dã, thiêng liêng, gần gũi biết bao. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái, con trai, trong bốn người người giống chúng ta, họ đã chết, họ đã sống và đã chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Rõ ràng ở đây Nguyễn Khắc Điểm đã sử dụng sâu đậm tâm hồn dân tộc, không ở đâu khác ngoài chất liệu văn hóa dân gian. Nên đất nước của nhân dân cũng chính là đất nước của ca dao, cổ tích. Tác giả đã sử dụng sâu rộng chất liệu của văn hóa dân gian, từ ca dao dân ca, tục ngữ đến truyền thuyết cổ tích, các phong tục tập quán sinh hoạt. Vì lẽ đó mà bài thơ đã đưa người đọc phiêu diêu về với thế giới nghệ thuật của nhân dân, với nét tâm hồn và tính cách dân tộc gắn bó máu thịt với mọi người. Vì sử dụng chất liệu văn hóa dân gian ở đây không chỉ là một thủ pháp nghệ thuật mà là sự thấm nhuần quan niệm đất nước của nhân dân trong cảm hứng sáng tạo trong tâm hồn nhà thơ. Đó chính là thể hiện tư tưởng cốt lõi của bài thơ trong việc lựa chọn chất liệu, thi tứ, xây dựng hình ảnh và ngôn ngữ nghệ thuật. Khi nói đến tâm hồn của nhân dân trong ca dao dân ca, nói chung là văn hóa dân gian, nhà thơ đã dâng trào một cảm xúc dạt dào. Đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại, dạy anh biết yêu em từ thuở trong nôi, biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội, biết trồng tre mà đợi ngày thành gậy, đi trả thù mà không sợ dài lâu. Nguyễn Khắc Điểm đã sử dụng một cách linh hoạt và sáng tạo các chất liệu văn hóa dân gian, không lặp lại hoàn toàn các câu ca dao, câu thơ, mà nhà thơ ở đây đã dùng một hình ảnh hoặc một phần của các câu ca dao đó để đưa vào thơ của mình. Các truyền thuyết và cổ tích cũng được sử dụng theo cách gợi nhắc tới bằng một số hình ảnh hoặc tên gọi. Nhà thơ đã đưa người đọc nhập cả vào môi trường văn hóa, văn học dân gian, đồng thời lại thể hiện được sự đánh giá, cảm nhận, được phát hiện của tác giả về kho tàng văn hóa tinh thần ấy của dân tộc. Như vậy, để cao vai trò của nhân dân với đất nước là cả một truyền thống lâu dài trong lịch sử văn học dân tộc. Tuy nhiên, để tư tưởng đó trở thành chủ đạo xuyên tấm mọi biểu hiện tinh tế của hình tượng đất nước, lại được cảm nhận một cách toàn diện sâu sắc trên nhiều bình diện, thì đó là đóng góp đặc sắc của Nguyễn Khắc Điểm ở trang thơ này. Tác giả đã tạo lên những rung động âm vang trong lòng người đọc, và chính nhờ những cảm xúc chân thành, sự vận dụng linh hoạt những chất liệu văn hóa dân gian, nó đã góp phần tạo lên thành công cho dòng thi ca về đất nước, làm sâu sắc thêm những nhận thức về đất nước, về nhân dân bằng tiếng nói nghệ thuật đậm chất văn hóa dân gian. Như thế là chúng ta đã giải quyết được hai đề về tính dân tộc trong tác phẩm Việt Bắc và tác phẩm Đất Nước. Hy vọng là các em sẽ không còn băn khoăn về hai dạng đề này và sẽ có kết quả thi sắp tới thật tốt. Xin chào các em học sinh, xin chào tất cả các thầy cô giáo.